Đây là chú bò đợi, con thấy là ông mặt trời. Còn bên đây là cô bán rau. Bên đây là con. Nhà con đâu? Đây là nhà con đúng không? Đây là xe rau đúng không? Con thấy con mới vẽ. Con mới vẽ, phụ gặp chú đúng không? Mày mốt lớn đi bộ đội nha. Lớn lên. Vẽ dính tay con không? À, con vẽ bằng tay. Đúng. Vẽ cỏ xong mới vẽ thôi. Vẽ cỏ xong con vẽ con. Con sao con không vẽ em luôn? Hết chỗ. Đúng rồi. Em này cũng hỏi cho em đâu, nó hết chỗ. Em vẽ đâu. Em vẽ chung với chị á. Không phải em vẽ riêng, nhưng mà em chưa tô màu. Tranh dễ thương này là tác phẩm của bé Nguyễn Trương Tuyết Mai, 5 tuổi và em gái Nguyễn Trương Trúc Anh, 3 tuổi ở phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Vì ôm mến chú bộ đội ngày ngày phát rau cho hẻm nhà bị phong tỏa, hai chị em đã cùng nhau vẽ bức tranh rồi xin mẹ ra tặng mấy chú. Bé thích vẽ thì mấy lần mà có mấy chú bộ đội xuống nè, với lại mấy cô tình nguyện viên xuống bán rau thì cho bé ra coi thì bé thích lắm. Chào chú bộ đội kìa. Bé nói bé muốn vẽ tặng cho chú bộ đội, tại vì bé cũng thích vẽ. Nên buổi chiều đó thấy mấy chú bộ đội với cô tình nguyện viên vô bán đồ, cái xong cái là chiều đó là bé vẽ luôn, vẽ trong buổi chiều. Bé lần đầu thì bé có ra tặng nhưng mà không được. Cái lần thứ hai là mới vừa ngủ dậy, nghe nói mấy cô mấy chú xuống, cái bé chạy ra mang dép của mẹ luôn, chạy ra chưa rửa mặt gì hết, chạy ra nó để con tặng tranh cho chú bộ đội, cầm tranh ra tặng. Chiến sĩ Nguyễn Thành Nam, sư đoàn 352, quân khu 7, hiện đang hỗ trợ đoàn thanh niên phường 4, quận 5 đi chờ hộ, bất ngờ và xúc động khi nhận được bức tranh của hai bé vẽ tặng. Vì bọn em ra giúp đỡ cho bà con mà thấy nhân dân thương bọn em như vậy thì bọn em không biết nói gì. Trong lúc đang còn đẩy xe thì hai bé kêu bọn em lại và tặng cho bọn em bức tranh thì bọn em rất vui. Nếu thấy mấy em nhỏ vui tươi như vậy thì em rất là nhớ mấy đứa em ở nhà và nó cũng coi mấy cháu này như là em và cháu của mình. Thế con. Đi ra ngoài kìa. Đi ngoài không? Ra ngoài chơi kìa. Đi ngoài cho đến đây bên đây. Đi ra. Sau khi nhận được món quà nhỏ dễ thương, các chiến sĩ mang hai bộ đồ bộ đội dành cho thiếu nhi và cặp đèn lồng trung thu tặng cho em bé. Vì con dịch này thì không ai muốn cả, nhưng mà cái đó thì bọn em mong muốn là mau chóng nhanh hết dịch và được cho mấy em được đón một cái trung thu vui vẻ và hạnh phúc bên ấm áp bên gia đình. Cả gia đình chị Thùy Liên từng là F0 Covid-19. Những ngày đầu ở nhà tự điều trị, chị Liên khá hoang mang vì có bà ngoại 72 tuổi và bé nhỏ nhất 3 tuổi. Hai bé nhỏ cũng sốt trên 39 độ. Sau khi bình tĩnh uống thuốc và ăn uống đầy đủ, các thành viên hạ sốt và dần qua cơn bệnh. Trong những ngày cả gia đình tự điều trị ở nhà, những phần rau tươi, gói thuốc hỗ trợ điều trị F0 mà các chú bộ đội và tình nguyện viên mang đến hỗ trợ gia đình trong hẻm nhỏ khiến chính bản thân hai vợ chồng chị Liên cảm kích. Các em bé tuy còn nhỏ nhưng cũng dành nhiều sự cảm mến cho các chú bộ đội. Bởi vậy, hễ cứ thấy xe rau củ quả, trứng sạch của đoàn phường xuất hiện, ai cũng đón chào quý mến. Bản thân chị Liên cũng coi đây là kỷ niệm đẹp của gia đình nói chung và hai con gái nhỏ nói riêng trong những ngày chiến đấu với dịch Covid-19.